Trên màn hình bà con chúng ta đang thấy một số loại sản phẩm của Willow Farm đang được thu gom lại để chuẩn bị anh đem đi anh phân hủy. Đây là sản phẩm thần dược bự trái mít nè bà con, để chiên làm cho cái trái mít của mình to bự, sữa eo o đồ kia để cho nó mập phì lũ ra. Đây là siêu giáp kết hợp với mít sơ đen để ngăn ngừa cái vụ mà trái mít bị sơ đen thối trái. Đây siêu giáp mít sơ đen cặp đôi hoàn cảnh ha. Rồi đây là bạn thần dược bự trái mít. À, giống như hồi nãy Hồng Anh vừa chia sẻ, cái nắp màu xanh này chính là siêu giáp nha bà con nè. Một cái nhân dạng để bà con chúng ta có thể hình dung được sản phẩm của Willow Farm là ở trên cái chai một lít Willow Farm sẽ có cái chữ là Willow Farm in nổi, và ở dưới cái đáy của cái chai nó sẽ có cái sự hotline 0901917937 bà con chúng ta lưu ý nha. Và bên này là những cái trái mít đang đu trên cành. Sản phẩm này là do công ty siêu thị cho giống Willow Farm hỗ trợ kỹ thuật làm bông bằng thần bông và siêu kích bông. Vườn này là vườn năm thứ ba rồi nhưng năm nay là ra đạt nhất từ khi sử dụng sản phẩm của công ty, và đồng thời là anh đã cắt cũng được 1-2 dao rồi nha bà con nha. Sử dụng cái bộ xô nuôi trái mít của Willow Farm luôn. Bà con nhìn thấy cái lá này bóng bóng rồi, bà con hình dung là có sản phẩm gì chưa ạ? Nhìn thấy lá bóng bóng là hình dung là có sản phẩm mảnh long rồi bà con nha. Có sản phẩm mảnh long. Ủa, anh tới hả? Đây, sản phẩm mảnh long nóc ao đọt, một cái sản phẩm mà đang gọi là đang có rất là nhiều tiếng tăm trên thị trường, được rất là nhiều cái khách hàng người ta ưa chuộng trong việc giúp chặn cái phần đọt lại nha bà con nha. Này, cái đọt nè bà con thấy nè, đây cái đọt nó đứng lại. Dạ em chào anh Hùng nha. Anh Hùng dạ dạ của anh hả? Dạ cái này anh cắt mấy dao rồi anh? 5-7 dao vậy? Dạ được mấy tấn rồi anh Hùng? Hôm nay làm trái không đạt cho anh ơi. Dạ là lưới đầu nó bị sơ đen làm ngay mùa mưa đúng không? Mùa mưa. Dạ mưa. Lúc đó kỹ thuật mình làm mới làm nó cũng hơi dở nữa. Dạ lúc đó bên em hỗ trợ anh hay sao? Cũng hỗ trợ lấy hàng bên đây thôi mà. Dạ. Rồi anh cắt được mấy tấn rồi? Cũng 5-7 tấn gì vậy? 5-7 tấn mà bán được giá không anh? Lúc trái nhiều lúc đó đang thử điểm giá ấy. Giá được 7-80 không? Lúc cắt là giá tám mấy, cắt lên tới 100 đó là cũng 20 tỷ. Vậy là cũng ngon chứ ha anh, nó ít nhưng mà nó được giá. Đạt rồi nó không đạt. Thì đợt cái không được đạt như đợt này giá nó thấy đỡ một chút nè. Tại vì đợt anh đang nằm trong mùa mưa. Mùa mưa đúng rồi. Mùa mưa. Nó bắt tờ như trái nó không đạt. Ủa cây này của anh là tơ hả mấy năm? Mít này nay giá 2 năm rồi nè. Ok. 2 năm hả? Vậy đã anh Hùng đưa dữ liệu của em bị lộn với vườn của anh Hùng kia rồi. À xin lỗi bà con bị lộn vườn kia vườn mít tơ. Mít tơ nó phải vậy rồi anh Hùng ơi. Mít tơ đó là nó sẽ bị cái vụ mà nó chưa có già cành á. Nó sẽ khó ra, nhưng mà em đảm bảo với anh là nào tháng 1, tháng 2 năm sau anh làm mùa nghịch vụ là nó ra dữ lắm ra. Và đợt rồi thì làm bông nó ra cũng đạt lắm. Mà có một cái là nó ra sơ đen là nhiều. Bông phướng. Tỷ lệ sơ đen với sừng xanh là anh biết sao nó ra bông phướng không? Biết sao ra bông phướng không? Dạ. Tại tức là khi mà cái cây tơ á là anh thấy giống như là mấy đứa con mình đi, nó không thích đi làm, nó thích đi chơi nhiều hơn. Nên là khi ra bông á mà cái thằng đọt của mình á nó chưa đủ già, hoặc là lúc đó nó có xu hướng là nó nhóm đọt á là nó sẽ kéo cái bông thành cái bông phướng luôn. Đúng rồi. Bây giờ còn lúc đó đang xử lý làm bông chờ mưa á. Mưa. Chờ mưa nó đi đọt. Đi đọt mạnh. Thuốc mà mình lúc đó là không có lấy thuốc để chờ đọt. Đó bởi vậy. Khi mà bà con mình mà thấy là bông mà nó ra rồi đó, cái bông đầu nó chưa thành hình cái bông, bắt đầu đi nước sớm quá nó cũng thành bông phướng. Anh nhấp nước sớm mà lúc đó em nghĩ không phải anh nhấp. Không nhấp nước. Mà hay ông trời ông nhấp vậy. Như vậy là nó cũng mưa luôn á. Đó là do ông trời. Anh quay hai cái trái đó giùm em kìa anh nghe. Nghe ngủ xong chưa? Thích chưa? Bà hổm cắt cơ. Trái mấy cái trái lên trái còn lại thì trái nó cũng tương đối được nè. Mà anh cũng tưới bộ xô bên em đều chứ hả? Cũng bộ xô đó, xài bộ xô. Dạ. Cũng có xài phân hữu phân hóa học mình đó. Nè em theo em thấy thì cái vườn của anh nó hơi rậm rạp, anh đi phân hóa học á, thứ nhất là nó dư đạm, cái thứ hai là nó ảnh hưởng nhiều tới cái cây mình nha. Như cây nào trái nó đạm rồi. Trái. Bông ói không quá bỏ đi. Bỏ hết, để vô nó hai làm bông nữa mà. Này là vườn anh ơi, đừng có tước vậy nó làm hư cái mầm bông sau này của mình hết. Bây giờ đi tới đâu gặp cứ gặp.
Cái này ăn xong cổ này rồi thì chọn dọn rửa vườn kỹ vô, dọn mạnh tay vô mới được. Dọn mạnh tay vô. Bắt đầu tháng 2 làm bông một giá là nửa tháng Giêng làm bông lại á. Dạ chắc giữa tháng Giêng đi anh, tại vì thằng này nó nuôi trái lâu hơn cái thằng Bích Thái anh. Này em nói nghe nè, anh biết sao cái lá mít của anh nó bóng hơn cái vườn của người ta không? Là anh xịt này nè. Anh xịt này là cái lá mít anh nó bóng dữ lắm. Thì chặn đọt lại giờ. Chặn đọt lại ha. Hôm bữa là có bị giật trái khi mà ra đọt không? Đi đọt không? Giật trái. Giật trái lắm rồi. Đang ra trái mà nếu đi đọt là bị giật trái liền. Rồi cái khúc mà anh phun mảnh lông này vô là anh thấy nó đứng này hẳn luôn không? Đứng chân. Rồi cái trái mình nó sửa nổi không anh? Phun thần dược vô sửa. Nó bị giật là giật, còn cái hàng này mấy trái ra đợt sau mình xịt nó chặn là được thì nuôi được. Nuôi tròn luôn ha. Đi đọt quá thì nó làm chỗ trái mình bị méo. Dạ, nhưng mà bây giờ là mấy anh bắt cái hàng cũng dễ chứ không phải khó như mấy Thái anh cũng. Bắt hàng cũng dễ hơn. Như bác này là vô lỗ hết nè. Vô này thì thấy vô rồi, không vô rồi, không chịu à. Anh đang bán cho lái nào? Trái nó tương đối giờ đẹp không à. Nhưng mà anh đang bán cho lái nào? Lái ở đây. Lái ở đây hả? Mua được không? Mua dễ không? Mà sao nó cắt cái giá nó muốn thấp hơn cái người đi mua ngoài đó. Mà nào ngày tháng giờ. Tại vì hôm bữa em nói với anh á, là anh nói với em là cái anh lái đó là bạn của anh, bạn. Như vậy cũng khó xử lắm. Ừ, cũng khó xử lắm. Mà lái đổ tôi để anh quá trời luôn anh nghe. Nói chung mình có lượng nhiều đó. Nếu rồi thôi mình bàn khúc sau đi. Trời ơi sao không tuyệt sáp rồi quá trời quá tí vậy anh Hồng. Còn trên cây khoảng chừng 500-600 trái à. Hơi nhiều điệp sáp nha anh Hồng nha. Sáp xài mảnh tướng diệt điệp á. Trước khi mình bao trái vô mình xịt cử vậy là nó tiêu hết à. Anh bao vô rồi anh xịt khó lắm. Mảnh tướng diệt điệp cộng với suke mono vô là ok. Cái bộ tàn này với dàn lá này thì cũng ok chứ. Quá ok rồi anh. Cái này là năm sau là anh để tầm khoảng 5 trái được luôn á. Tôi thấy 5 trái nuôi bảy mấy cây mà trái nhiều nuôi muốn mỏi luôn. Không phải ý em nói cái bộ này năm sau. Chứ năm nay là không có cho để gì được. Với lại cái cây của mình nó rậm rạp á anh đâu. Thì sau khi mình nuôi đợt trái này nè. Chắc tự dữ lắm. Cho tạo cái độ thông thoáng cho cái cây của mình cái mùa bông năm sau nó cho nó đạt hơn. Trời tôi mạnh tài dữ lắm mấy cái nếp từ trên mà cái cây nào mà không còn trái là tôi. Dạ. Bây giờ hiện giờ bắt đầu đi dọn đó, đi dọn là cây nào không ăn trái dọn hết. Ừ. Còn cái nào ăn trái để lại, ừ. Ăn trái xong được nữa. Và mình dọn bỏ những cái cành dưới xài như này nè. Nếu cành nào đây là 1 2 3 cành này bỏ nè. Cành bên này cũng bỏ luôn để tạo cái độ thông thoáng cho cái cây của mình. Bỏ nè. Đi cắt ba cái nhà cành lọn ở trên bỏ. Đúng rồi, mấy cái nhánh tầm nhỏ nhỏ, mấy cái nhánh áp bỏ hết đi. Cái cành này anh vẫn giữ lại được, nhưng mà mình tiễn cái từng dưới trước đi. À, từng dưới trước đi rồi mình ăn một mùa hai mùa nữa bắt đầu mình phân lên cái tầng trên. Nó vẫn cành đực mà nhưng mình thấy nó nếu cắt hết thì nó trống quá. Dạ. Cái ánh sáng mà nó lọt vô được nhiều á là cái thân cái da cây của mình á là nó sẽ màu cái già cái thân. Mà khi mà cái thân của mình nó già được cái thân rồi cái nhánh rồi thì khi mà mình làm lên thuốc làm bông á nó sẽ là ra nhanh hơn. Còn mà cái da của mình mà nó bóng quá nó láng quá đó, đó là cái nhựa nó non quá là nó khó ra. Thứ hai nữa sau khi mình làm cái bông cái mùa bông được sau á là mình phải xiết nước cho triệt để cái nền nước của mình hồi lúc mình xiết á nó không được khô cái chân. Nên nó đi đọt đó. Nó đi đọt, nó còn hút nước lên là nó còn đi đọt. Ví dụ xiết nước cũng dễ. Nhưng mà hôm bữa là anh không có xiết rồi gặp thêm mưa nữa ông ơi. Không có cái clip này lúc mà làm bông xả tốt cái dưới cái đầu để gì. Xả từ 8 tắt lên mét á. Nhưng mà em có công nhận, anh có công nhận với em là mấy vườn khác nó không có trái mà chỉ có vườn anh là được trái vườn nhiều phải không? Không có vườn nào, mấy vườn kia mình cũng không đủ dành. Mà nói chung là cái này thì cây nào còn trái để luôn, cây nào mà đang ra bông bỏ hết. Dạ cái này tầm khoảng là nước lưới rồi nước lưới rồi canh ăn đây tới nửa tháng Giêng á. Rồi sao sau một năm mà làm một vụ đầu tiên rồi giờ thấy sao, thấy yên tâm hơn chưa, thấy dễ chưa? Thì nói chung mới đầu mình không biết làm thì nó hơi khó mà nhưng bây giờ thì có đâu qua xài qua thì nó dễ làm mà chứ không có gì. Nói chung sản phẩm anh em khi mà làm bông á nó chỉ cũng có 2-3 sản phẩm vậy thôi, nó tùy theo cái lúc mà tình trạng thể trạng với lại cái thời tiết anh. Nên em thấy nó cũng không có khó đúng không? Hơn đó, lúc đó xe là cũng do nơi mình là lúc mà đang sổ gì
là thời điểm nó mưa hoài mình cũng sạch, mà sạch tới định kỳ cho 20 ngày 7 ngày. Ừ. Cái đúng ra là nếu mà thời tiết mà như năm tới làm phải không? Nó vừa gì là nếu gặp mưa là quái bình ra quay xuống cái. Là anh sẽ pha cái gì với cái gì? Siêu áo giáp với mất trời đen. Vì cộng thêm canxi bo cho mẹ em luôn. Để nó không bị lép trái. Ừ. Chứ mưa nó có axit á, nó sẽ làm chết cái hạt phấn. Anh cái bao này nè anh, vụ cái bao này nè. Hay lắm á, nãy em mới với vườn chú Bảy á. Mà nhưng mà anh đừng cột xiết cái cổ quá nha. Không có cột luôn. Cái trái nào mà nằm ngoài nắng. Dạ. Nắng dội vô là tôi trồng, hơi lại trồng lại cho nó được cái nắng dội vô thôi. Chút xíu nữa em đưa cho anh coi cái vụ mà chú Bảnh chú vô cái bào để cho anh thấy. Lợi vô bao lát tới cắt cực lắm, dở bao rồi cực. Đâu, nhưng mà mình cực khúc cái gì đó. Mình dở bao ra từ bao. Mình tiễn đồng lỗ anh. Mình canh cổ mình tiễn cái trái của mình mà nó đều cổ với nhau á, là sau này mình cũng dễ ấy nữa, mình nở ra là già là nó cắt nhiều à. Cái bọn trái này thế không thấy sao. Đó, nhìn mấy mẫu trái này thấy nó ok chứ, là một hết đó chứ. Mẫu trái này ok rồi anh. Trời ơi. Đã. Ừ, quá trời nhánh xà luôn. Nó làm bằng trái đâu lại đâu giúp mà gỡ. Này là phải cắt triệt để mới được nha anh. Nó ăn xong mà tôi dọn phục hồi đó. Ăn xong cổ này á, giúp cho lứa là anh bắt đầu thứ nhất là anh tưới giùm em á, là một lần áo giáp đồng hoặc là thần sấm. Nhưng mà thấy vườn của anh nó hơi rậm rạp á, anh tưới sớm nha. Anh tưới thần sấm đi, tại thấy cây nó cũng đang khỏe, anh tưới thần sấm giùm em đi. Thần sấm mới tưới cách này khoảng tháng là vừa. Cái vườn này tưới 11 chai đó. Tại vì thấy nó rộng quá phải không? Đều, có tứ ý mà tứ là cho nó người tiếng dùng dễ. Đúng rồi, vậy là rồi vậy có vậy rồi thôi, khỏi tứ nữa cũng được để tiết kiệm tiền. Mới tứ sau chị cô ma nè. Ừ. Bị pha cà phê đó. Pha cà phê ha. Anh xài Miro Trico mới của em mới em của em chưa? Chưa. Thằng đó là tăng hoàn toàn 100% và 9 tỷ vào tử nấm, còn hôm bữa là 6 tỷ thôi, giờ em tăng lên 9 tỷ đó. Nên nhưng mà nó mắc hơn 10 ngàn nha. Cũng nói rõ là mắc hơn 10 ngàn nhưng mà nó là 9 tỷ vào tử nấm. Và này thì sau khi mà thu hoạch xong á, đầu tiên á là anh tưới thần sấm rồi thì thôi giờ em khỏi cho anh tưới cửa đó nữa, nhưng mà anh cắt dọn rửa xong để cho nó nghỉ tầm khoảng 5-3 bữa nha, rồi sau đó anh cắt dọn rửa xong cái anh bắt đầu anh đưa vô quy trình phục hồi giùm em, mình để qua Tết cái mình làm tiếp. Hết tháng Giêng là cũng gần tới rồi, nay cuối tháng 11 chắc phải tưới thần sấm một lần nữa. Ăn xong rửa vừa giường anh quét lá ra hết cắt cây nào phải không, cắt cây nào là sạch liền cái nấy luôn trang chắc. Cho buổi sáng này sạch cắt xong rồi là quẩy bình vậy sạch. Là anh hồng kỹ luôn. Anh kỹ đó cắt sạch thằng sấm chứ cái nhánh này nè, như bà con coi nè. Bên này nè em nói anh, nó đụng nhau nè anh Hùng. Nó đụng nhau cái nó tự hủy nè anh Hùng, cái nó tạo nó sẽ bị nấm nè, cái nấm này giống cholesterol chi chung nè anh thấy không, nó lơ tơ nè, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vườn của mình rất là nhiều, nên phải cắt tỉa sớm. Như cái cây này bây giờ anh cắt bỏ bớt mấy cành này cũng được rồi đó. Không, anh tính là ăn trái xong mình cắt cái một thì coi như cái trái đó cỡ chừng khoảng tháng nữa gì, cái này là tháng nữa đó, tháng nữa lớn nữa đó. Dạ. Mấy cái nhánh mà nó đụng nhau dày quá nè anh cứ cắt đi đó. Này là thấy anh Hùng ảnh cũng vất vả lắm nha bà con, nhưng mà có thu cũng 6 tấn rồi, 5-6 tấn rồi mà cũng bán được giá cao, nên là chắc chắn là vườn này là có lời hết anh Hùng. Nói chung là cây này là cái chi cắt tôi trồng là thưa đó nghe, 5 mét anh đó, là tại cái clip mình nó hơi nhỏ nè. Clip này nhỏ đi. Cái cây này là cái khoảng cái kia là cái khúc sau là anh cắt hết rồi phải không? Dạ. Khúc sau này còn sao nữa không? Cắt hết chưa? Trái á. Trái á. Thì đưa đây 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 ra cái đây đây. Mình đang cái này mình ăn chiền. Ăn chiền từ lúc mà làm bông tháng 2 năm rồi. Ăn chiền tới 7 tháng 8 mình bán ăn chiền tới bây giờ luôn. Ăn chiền tới giờ cái nào hay giờ cũng đang mang trái để lại, còn cái đang ra bông bỏ. Tại vì anh ăn chiền á nên là anh đợi cửa lớn cửa nhỏ anh sạch sơ đen lượt đó, nên là cái mưa đó anh xử lý không kịp ông mưa đó, không kịp ông trời đó. Cái sạch chưa kịp, thời điểm mưa hình như là mưa dầm luôn rồi. Nhưng mà năm sau á, dù như mưa là anh cứ xịt cái gì liên quan tới cúp đông với lại trị sơ đen là anh bỏ vô dùng thằng siêu kê mono vô dùm em nha, là nó sẽ bám dính vô là siêu kê mono. Nó là một cái chất thấm sâu, như thấm sâu và nó bám dính chặt vào lá, nhanh vô lá là nó chống bữa trôi, nó kéo dài cái tác dụng thuốc của mình lên cao hơn. Nhưng mà có gặp mưa không sao, có gặp mưa nó đã thấm vô rồi.
Đó. Hôm nay chúng ta tới vườn anh hùng nhưng mà tới hơi muộn xíu nên là anh cũng đã có cắt qua, cắt lại, cắt tới, cắt lui rồi nha quý vị. Nên thành ra là chúng ta chưa có nhìn hết được cái vườn của mình là nhiều trái cỡ nào ha anh Hùng. Nhưng mà lúc mà vừa xung là cây 2-3 trái thôi. Cây 2-3 trái. 4-5 trái thì hết. Dạ. Trái là nhiều trung bình. Để xíu nữa đưa cho anh coi cái hình của chú em để 10 trái ăn cây luôn. Dạ. Để mở ra cho coi. Ngày mai tụi em đi cắt với chú nè. Cái cây đó mấy năm mà. Cây 2 năm rưỡi nhưng mà không có tốt bằng cây của anh. Này là 7 trái em chụp. Nù xô luôn đó. Cũng dữ dằn lắm á. Nè cô quá tiếc á. Có nhiều để nhiều 400 cây không mà để giá này cũng đạt chứ mà thì đi xô thiền liền 7 ngày một lần dạ. Không có đi quá học nha nè bà con, đây cái hình này anh bà con coi là chụp ở vườn của chú Bảy thì quá trời trái này, bảy trái anh dạ, bên kia trái lớn bằng cái này. Rồi cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, hôm nay mấy anh em cũng lặn lội từ 5 giờ sáng tới thăm vườn của anh. Nãy giờ em cũng chia sẻ anh thêm cái giá trị là cái cách ca rửa vườn á. Mấy cái này anh rơm ra giùm em hết à. Cỏ thì bắt đầu trong quá trình mình phục hồi thì mình giữ cái cỏ lại giùm em. Nhưng mà đừng phải là rau muống nha, không phải rau muống. Rồi mình cắt tỉa cành đầu xong mình phải xịt nấm bằng siêu giáp với là xịt sâu rầy một cử thiệt mạnh. Rồi sau đó mình đi phục hồi dưới rễ, phục hồi trên. À, để mà cho cây mình nó phục hồi trở lại. Rồi sau đó mình em nghĩ là nó vừa khích cái thời gian để mình làm bông lại luôn á. Tại vì cái thằng này á, là nó sẽ nuôi trái tới 4 tháng mấy. 4 tháng mấy. Anh thấy nó 4 tháng mấy đúng không? Anh thấy là từ lúc gọi là nhú bông ra tới cắt 5 tháng đó. Dạ đó. Nên là bây giờ mình phải làm sớm chút xíu. Tháng nắng thì nó có thể dạ sớm hơn 50 ngày. Còn tháng mưa thì thời gian nó kéo dài hơn. Dù rồi tính 5 tháng đó. Dạ. Nên là mình cố gắng mình nói xíu. Em vô em nhìn thấy cái lá của anh này em biết anh có xài bánh long liền. Tại vì sản phẩm tụi em làm tụi em test á, nên tụi em nhìn cái vườn là biết có xài bánh long, có chặn đầu bằng bánh long liền. Nên nhìn thấy cái lá nó bóng à, bóng lưỡng à. Cái đầu có đứng lại chứ nó đâu có bị tèo đâu ha anh Hùng. Không tèo. Không tèo, nó dễ phục hồi. Đứng lại chứ nó không làm cho điếc cái đọt. Nhưng nó sừng lại cho nó già bộ lá nó thôi. Dạ, già cái bộ lá này. Cái này vẫn đang đi nè. Dạ. Đậu đi lại nè. Nhưng mà cho nó hết trái rồi em cho nó đi. Hết trái. Không bao giờ cái này cho đi rồi. Này cho đi luôn. Đi càng xung nào tốt nấy càng lắm mình làm. Nên em nói anh lại vườn anh phục hồi lẹ lắm. Nhớ quét lá giùm em hết nha, đừng để cho nó thành phân hủy luôn rồi là không ok. Tính cái vườn này mua thêm 3 xô siêu dưỡng cây ăn trái xong. Siêu phục hồi đi. Siêu phục hồi. Siêu phục hồi 3 bộ lấy bộ đi. Bộ hả? Lấy bộ luôn. Trên thấy bản can nằm đít á. Nhưng mà anh lấy cái bộ nó hiệu quả hơn. Đi bộ đó hả? Dạ. Ở cao năm đất thì anh cũng có xài rồi đó, anh cũng có lấy trên công ty. Thì cái xài mà nó siêu sớm rồi nha. Ủa còn mấy siêu sớm nữa hả? Còn mấy ngàn cái siêu sớm đúng rồi quý bà con. Trời cảm ơn anh Hùng một lần nữa. Nay mấy con heo mình đã thu hết 5 tấn mấy rồi nên là heo ở trên cây không nhiều. Nên hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những khu vườn tiếp theo. Đây cũng là một khu vườn theo quy trình của công ty. Anh Hùng cũng là một người khá dễ thương, chịu khó, chịu làm, yêu vợ, yêu con. Một trong những người nông dân rất đáng quý. Và Hoàng Anh có dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí tại vườn và giao hàng tận nơi cho quý bà con. Hiện đang có một cái chương trình tri ân khách hàng với những hóa đơn phân bón trên 2 triệu là Willow Farm sẽ hỗ trợ quý bà con chúng ta 50% phí vận chuyển rồi. Nên là cái việc mà đường xá xa xôi, bà con ở đâu cũng được, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Tây, ở trong núi cũng được, ở đồng bằng cũng được, Willow Farm đều có chương trình giao hàng tận nơi hết, nên bà con chúng ta yên tâm nhé. Rồi hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, ngoài việc tận vườn còn có hotline trên màn hình để mà quý bà con chúng ta gọi điện thoại khi cần. Hoạt động từ 7:30 sáng cho tới 9:00 khuya, tức là 21:00 đó nha bà con. Nên bà con chúng ta mạnh dạn gọi điện thoại tư vấn, kết nối với một chuyên viên, kết nối Zalo với một chuyên viên để các bạn có thể hỗ trợ cho quý bà con chúng ta. Đây là phương pháp chặn đọt bằng phương pháp hữu cơ, anh Hùng rất hài lòng, bằng mảnh lông nóc ao đọt hay còn gọi là khủng lông nóc ao đọt hay quý vị nha. Nên bà con nào đang trồng sầu riêng, đang trồng mít hoặc những loại cây ăn trái đang trong những cái giai đoạn nhạy cảm nuôi bông, làm bông nuôi trái thì chúng ta mạnh dạn gọi cái thằng bánh lông nóc ao đọt về để chúng ta phun một chai 1 lít pha với 300 lít nước nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con và chúc quý bà con chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, trái đeo xum xê trên cành và bán được giá cao. Xin chào và hẹn gặp lại.